Xin chào tất cả 500 anh em đang chơi beta nha. Hôm nay mình sẽ trả cái kết quả event của clip trước. Và con số của từ tiền là con số 33 nha các bạn. Con số 33. Và mình thấy được có bạn Phước Võ và bạn Trần Đào là hai bạn có số dự đoán gần chính xác nhất với tờ tiền. Nên mình sẽ tặng cho mỗi bạn một cặp. Các bạn hãy bấm vào phần mô tả để các bạn xem cái Facebook của mình, liên hệ với mình, cho mình địa chỉ để mình ship cái cho các bạn nha. Và đồng thời cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cái event này. Mặc dù nó nhỏ nhưng mình thấy cũng rất vui khi các bạn tham gia và ủng hộ mình. Đợt sau mình sẽ tặng những con cá Galaxy hoặc là Nemo Coin cho các bạn nha. Hôm trước mình có làm một cái clip và cái thời điểm tách cá phôn rồi, cũng có chỉ chỗ phôn rồi, nhưng mà bây giờ mình bổ sung thêm một ít nữa. Có những cái lý do mà mình nghĩ là các bạn nên biết để cho giúp cho cá của các bạn nó tốt hơn. Ok, bây giờ mình sẽ đi quay nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói ở đây một chút, rồi mình sẽ ra ngoài kia mình hướng dẫn cho các bạn phôn cá. Hôm trước mình nói các bạn là phôn cá ở trong này trước đúng không? Các bạn nên phôn ở trong này trước tầm cỡ 10 đến 15 ngày. Nếu như các bạn nào mà nuôi ở trong nhà mà nó nhỏ quá, nó không có đủ chỗ để mà để những cái thứ to như thế này, thì các bạn cũng nên kiếm cái gì đó đen hoặc là chùm lại. Phôn là các bạn khi mà các bạn mà tách ra 10 ngày á, tới 15 ngày á, là cái giai đoạn đó là giai đoạn mới tách bài. Nên con cá nó rất cần để lên màu, nó chưa cần thiết phải bung đuôi bay. Tại vì cái thời điểm là thời điểm lên màu của nó, ở trong bài nó đang lên màu, nên chúng ta sẽ bắt ra và phôn tiếp 10 tới 15 ngày để cho nó lên màu. Ok, và tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn biết vì sao phải phôn trong này và phôn cần những gì. Đây là con cá mái nha các bạn. Đây là con cá mái. Các bạn nên chuẩn bị cho mình những cái thứ nhỏ như thế này, hoặc là bao ni lông cũng được. Các bạn bỏ cá mái vào nha. Những cái con mái bỏ, những cái con mái mà bỏ, những cái con mái mà hư hay là này kia ở trong bài á, không lột được á, các bạn bỏ vào đây. Sau đó cho nó kè. Và một ngày các bạn cho kè cỡ 15 phút thôi, 15 phút để giúp cho cái con cá nó nhanh bung hơn nha các bạn. Nó đặc biệt nó rất nhanh bung. Và khi nó kè là nó kè đứng. Nó kè đứng thì cái vây lưng của nó sẽ rất là ok. Vây lưng và cái vây đuôi chay nó rất chỉ là phát triển rất nhanh nha các bạn. Đây, đây là những con cá mái mà mình bỏ vào mình kè, mình cho kè. Cái này phôn rất là hiệu quả nha các bạn. Những người đi trước đã hướng dẫn cho mình, nên hôm nay mình chia sẻ lại cho các bạn. Mỗi ngày các bạn nên cho kè 10 đến 15 phút. Và đặc biệt á, các bạn nên phôn những cái chỗ nhỏ như thế này để giúp con cá của mình nó bớt nhoi nha các bạn. Khi mà các bạn phôn ở trong cái hũ đen mà như ở trong kia á, mà các bạn cho cái máy này vào nó kè á, rất gì là nhoi. Nên các bạn sẽ không cho kè ở trong đó nha, không cho kè ở trong đó, chỉ cho kè ngoài này thôi. Và nên chọn những cái hũ nhỏ thôi, 1.5 lít là tốt nhất. Theo mình là 1.5 lít là được rồi, tại vì nước dơ thì mình có thể thay. Có nhiều anh em á, họ phôn ở trong những cái lu hoặc là những cái thùng, cái bình 5 lít á. Nhiều lúc mình nghĩ á, một phần là họ không có thời gian, các bạn hiểu không? Họ không có thời gian nhiều, họ không thể thay nước thường xuyên, nên người ta mới phôn trong đó. Nhưng mình thì không, mình sẽ phôn ở trong này, vì mình thấy ở trong này phôn con cá nó không nhoi nha. Rất ít nhoi, mình thử bắt vài con lên để mình xoay rồi, mình thấy nó không nhoi, rất là đầm. Nếu như mà các bạn nào chưa thử cách này thì hãy áp dụng thử cách này của mình nha. Mình thấy nó rất hiệu quả nên mình muốn share lại cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Đó là cách phun cá của mình. Và mình muốn chia sẻ đến cho những các bạn mới chơi để các bạn có thêm kiến thức về cá beta. Và các bạn đừng quên là like và
subscribe cái kênh của mình để mình có thêm cái động lực làm thêm những cái clip hay nhất cho các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.